Con đi làm chưa? Dạ con đang ở nhà. Hôm nay con đi làm muộn bố ạ. Này, thằng Hiếu nó về nhà rồi đấy. À thế ạ? Thế để tí nữa con gọi điện cho nó. Bố cũng đã nói chuyện với em rồi. Nhưng thằng Hiếu thì bố không lo, bố lại lo cho cái Thảo cơ. Tối qua bố có gọi điện lên cho nó, nhưng có vẻ em Thảo nó vẫn còn đang giận bố đấy. Dạ vâng ạ. Tính cái Thảo từ xưa đến giờ nó vẫn thế mà bố. Con ở trên đấy gần em, liệu đường mà khuyên giải, động viên nó giúp bố nhé. Vâng, bố cứ yên tâm. Dạ con chào bố ạ. Ơ, sao hôm nay đi làm muộn thế? Công ty thì ít việc, thị trường bất động sản thì đóng băng. Tình hình căng quá em ạ. Bên em kênh đầu tư cho khách hàng cũng hiếm dần. Cứ cái đà này thì mình cũng chết. Em chỉ ước gì bây giờ một ngày có 48 tiếng để giãn cái nợ ra. Giãn hay không ý, thì nợ nó vẫn treo ở trên đầu. Mà tiền thì khó kiếm quá. Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ thêm một lần nữa về việc thế chấp cái nhà này. Thôi, em đừng làm mẹ ghét anh thêm nữa. Hay là mình cứ mang sổ đi làm thôi, không cần nói với mẹ nữa. Làm sao mà giấu mãi được hả em? Tóm lại, nhà của bố hay là của mẹ, anh đều không muốn động vào. Anh sẽ tự xoay sở được. Số tiền to như thế thì xoay thế nào được? Hiện tại thì kéo anh cũng đã giãn cho anh thêm một chút thời gian rồi. Với lại, anh đang nhờ mấy cậu bạn xin thêm việc cho anh làm. Anh đừng có bán sức quá, kẻo sập ra đấy thì lại khổ ấy. Anh biết rồi, tới mà anh đi làm thêm ấy, anh sẽ không có nhiều thời gian để nói chuyện và chăm sóc con đâu. Em chịu khó để ý đến nó nhé. Với lại, anh sẽ phải đi sớm về khuya nhiều đấy. Anh định làm gì mà đi sớm về khuya? Thì anh vẫn làm nghề cũ, giám sát công trình. Lâu lắm rồi anh có làm việc đấy đâu. Mà cái lưng của anh đã ổn thật sự chưa mà đòi ra công trình? Lưng của anh ổn rồi mà, em không phải lo đâu. Thôi được rồi, anh muốn làm cái gì thì làm. Nhưng nhớ là không được coi thường sức khỏe đâu đấy. Anh biết rồi. Anh có đi luôn không? Thôi, em cứ đi trước đi. Vâng, em đi đây. Em nghe đây ạ. Kinh nhờ, đã có tiền để trả cho anh rồi cái đấy. Mày lại đi đánh quả lẻ ở ngoài đúng không? Đâu ạ? Tiền của bố em đấy ạ. Lớn tướng thì còn xin tiền bố. Thế mày làm cho anh mày cũng đủ sống à? Không phải ạ. Anh đùa đấy. Anh bảo này, nếu mà cần gì cứ alo anh một câu, không phải ngại nhá. Vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn ạ. Ngọc ơi! Không ra cơm nước trường đi học. Sao đấy? Chắc là tao xin bảo lưu sang năm sau thôi mẹ ạ. Bảo lưu á? Sao lại bảo lưu? Có chuyện gì à? Bệnh bố tao trở nặng. Lúc này bố tao đang rất cần tao, nên tao muốn tận dụng thời gian để ở bên cạnh bố tao thật nhiều. Khổ thân bác, khổ cả mày nữa. Tao cũng chả biết là bố tao còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Cuộc sống vốn vô thường mà. Thế là cứ yêu thương bố mẹ hết lòng thôi. À cả mày nữa ấy, đừng có mà giận bác Nhân nữa. Thật ra tao cũng không phải giận, chỉ là thấy tủi thân thôi. Thế mày tính bao giờ về? Đợt này mẹ tao cũng đang yếu, không chăm được bố tao. Tao tính về luôn. Về luôn á? Tại
vì lúc này bố tao đang rất cần tao cơ mà. Mày về lâu không? Đến khi nào bố tao khỏe thì thôi. Nhưng mà khả năng khó đấy. Thôi thì tao cứ hy vọng vậy. Cầm lấy, mang về bồi dưỡng bác giúp tao. Có gì tao phi về thăm bác sau. Tao không cầm đâu. Lần nào gặp khó khăn tao cũng mượn tiền của mày rồi. Mày cũng đang nợ nần cơ mà. Cứ cầm lấy mà lo chuyện của mày trước đi.